Khoan, bây giờ gì ghê vậy, ghê vậy. Ây da. Tại sao đúng nhất không á? Cái này là cái đầu thôi. Anh đeo vào, nhớ vào tay anh đeo thế nào? Anh đeo có cái nào, anh đeo có cái nào? Anh đeo tay như thế nào? Anh đeo như thế nào? Ôi ôi, anh tẩy ngón đó. Rồi ngón này chưa vô nữa mà. Đây, anh tẩy này. Thế này, nhớ này, đeo vào ngón tay của anh này. Anh thấy nó đang đeo ngón tay anh không? Vô. Nhưng có đúng anh đang cảm giác anh đang đeo ngón tay chưa vô. Anh có cảm giác anh đang đeo nhớ đâu? Anh có cảm giác đang đeo nhớ đâu? Vậy có nghĩa đây là nhớ thật đúng không? Chứ không phải là hình ảnh 3D. Không. Bây giờ như này này, em cầm nhớ, em tháo nhẹ như này. Anh có cảm giác nó lăn ra không? Có mà, đúng không? Phải có cảm giác. Bây giờ em cầm như này, ai không mình em cầm này. Tháo nhẹ ra cái này nè. Đâu rồi? Sao không đeo anh? Ê! Đâu đi? Mấy mấy? Mấy nhà nhìn rất vòng rồi. Đeo anh nè. Chưa có. Vô tài ông ơi. Chả nhẽ không lên ly. Xem vui vậy chả nhẽ không lên ly. Mà má bữa là mày bởi không mời mấy thằng em về chơi vui